nảy sinh bực tức, thù hằn do không môi giới bán được đất. Mặc dù đã 2 tháng trôi qua nhưng vụ thảm án xảy ra ở làng Mạc Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội vẫn khiến nhiều người đau xót, kiên dè hãi. Chiều 1 tháng 11, phóng viên đã có cuộc thảo luận với anh Nguyễn Văn Hiệp 1993, trú tại làng Mạc Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, là nạn nhân may mắn thoát nạn. Trong cuộc chia sẻ với phóng viên, anh Hiệp kể, cách đây nhiều năm giữa bố anh là Nguyễn Văn Hải 50 tuổi và ông Nguyễn Văn Đông 53 tuổi, anh trai ông Hải phóng viên, do không hợp nhau về tính cách nên ít nói chuyện. Tuy nhiên, khi có công to, việc lớn nên hai gia đình vẫn đi lại và phụ giúp nhau. Đến năm 2016, ông Nguyễn Văn Mến 1963, anh trai của ông Hải và ông Đông phóng viên, hiện đang làm ăn trong Tây Nguyên công bố bán lại miếng đất rộng rãi 225 m². Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông. Tuy nhiên, ông Mến chỉ bán miếng đất này cho người trong gia đình, không bán cho người ngoài. Thời điểm này, gia đình ông Hải cũng có nhu cầu mua lại mảnh đất trên, còn ông Đông muốn dẫn người ngoài đến mua lại để hưởng tiền hoa hồng. Khu vực xảy ra vụ án. Khi bác Mến biết thông tin về việc ông Đông dẫn người đến mua mảnh đất, ăn xác suất hoa hồng nên đã không bán lại cho Đông mà bán lại cho gia đình tôi. Anh Hiệp kể. Theo anh Hiệp, sau khi ông Mến bán lại cho gia đình anh mảnh đất thì ông Đông khai mạc nảy sinh những hằn học, chửi bới và hai gia đình không còn qua lại với nhau bất kỳ điều gì. Thậm chí, khi gia đình ông Hải bố anh Hiệp phóng viên, lập gia đình cho con gái và con trai cử người xuống mời Đông đến dự thì ông ta không những không đến mà còn lớn tiếng chửi bới. Anh kể, đến năm 2016, khi bờ tường rào của mảnh đất mua lại gia đình ông Mến bị hư hỏng, anh cùng mọi người đã tiến hành làm lại. Lúc này, Đông thấy việc sửa chữa tường rào đã ra chửi bới ngăn cản, thậm chí còn túm cổ áo của bà Nguyễn Thị Diệt mẹ anh Hiệp phóng viên, dò dớt. Vào đầu tháng 9 năm 2019, cung phi chồng anh Hải định xây nhà trên mảnh đất đã mua của ông Nguyễn Văn Mến. Vào cuối tháng 8 năm 2019, anh Hải sang trọng nhà ông Đông công bố về việc chuẩn bị xây nhà trên thửa đất mà gia đình đã mua trước đó. Hôm sang trọng nhà Đông, ông ấy đang nằm xem TV trên tầng 2. Lúc đấy, tôi có bảo bác ơi cháu chuẩn bị xây nhà, bác có khúc bận bịu gì về biên giới không thì Đông bảo mày đi về. Sau đó, tôi đi về và dự tính khoảng 2 ngày sau gia đình tổ chức động thổ, làm móng xây nhà thì xảy ra vụ án. Anh Hiệp nhớ lại. Không có việc tranh chấp đất. Do biết trước việc ông Đông có những gây hấn, hằn học, bực tức sau khi gia đình mua được mảnh đất của ông Mến nên khi có ý định làm nhà, cung phi chồng anh Hiệp chấp nhận thiệt thòi xây thuộc vào so với phần đất giáp nhà ông Đông khoảng 0,5 đến 0,8 mét. Thực chất đây là cung phi chồng tôi chịu thiệt thòi, xây thục lùi vào bên trong để tránh xảy ra những khúc bận bịu, mâu thuẫn với gia đình Đông về sau này chứ không phải diện tích đất này là đất tranh chấp mà báo chí đã nêu. Phần đất 0,5 đến 0,8 mét mà gia đình tôi xây nhà định xây thục vào hoàn toàn là đất hợp pháp của gia đình, không phải đất tranh chấp. Anh Hiệp nhấn mạnh. Hiện nay anh Hiệp có nguyện vọng, tòa xử đúng người đúng tội lấy lại công bằng cho bố mẹ, con, chị gái đã mất. Đồng thời, anh Hiệp cho rằng thông tin nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn tranh chấp miếng đất có chiều rộng rãi là 0,5 mét là hoàn không đúng. Việc này đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của gia đình anh hiện tại. Bây giờ khi ra đường, nhiều người đọc báo lại bảo mâu thuẫn vụ án là do nhà tôi đã chiếm đất của ông Đông. Nhưng thực tế, không hề có việc tranh chấp. Mâu thuẫn đất giữa hai gia đình. Anh Hiệp nói. Anh Hiệp cho biết thêm, hiện phần diện tích đất ở của gia đình anh và phần đất đã mua của gia đình ông Mến và gia đình Đông đều mang tên sổ đỏ của cụ Nguyễn Văn Bờ. Bố của ông Hải, Đông, Mến. Do cụ Bờ đã mất nhiều năm nay nên vẫn chưa sang trọng tên sổ đỏ cho các con được. Sau khi xảy ra vụ án, cung phi chồng anh Hiệp chuyển về nhà ngoại ở, còn gia đình ông Đông cũng di chuyển đi chỗ khác, không biết ở đâu. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn Hải 50 tuổi là anh em ruột. Hai người được ba mẹ chia cho hai mảnh đất ở gần nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến anh ruột của Đông và ông Hải.
mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông. Khoảng 20 giờ không ngày 29 tháng 8, anh Nguyễn Văn Hiệp 1993, con trai ông Hải, đến nhà Đông công bố mấy hôm nữa gia đình này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp cũng hỏi Đông có thắc bận bịu gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không. Lúc này, Đông cho rằng phải do bố, mẹ anh Hiệp sang trọng nói chuyện chứ không phải đứa cháu nên đuổi anh Hiệp đi về. Sau đó, Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Diệp 1970, cung phi ông Hải, vì hai người đã xúi bẫy ông Hải, khiến hai anh em đối tượng mâu thuẫn. Từ suy nghĩ, Đông nảy sinh ý định sẽ giết chết bà Diệp và anh Hiệp để trả thù. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2019, Đông mang theo một con dao dài khoảng 40cm, phiên bản dao rộng rãi 6cm đầu nhọn chui gỗ đi sang trọng nhà ông Hải. Khi đi đến cổng nhỏ nhà ông Hải, Đông gặp bà Diệp và dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người em dâu, khiến nạn nhân ngã gục. Sau đó, Đông nắm dao vào đuổi theo anh Hiệp nhưng không đuổi kịp. Cùng thời điểm, đối tượng thấy em trai chạy phía sau nên quay lại dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Hải, khiến nạn nhân gục xuống. Thấy bà Diệp đang nằm gần chỗ ông Hải, Đông đi đến chém nhiều nhát lên người bà Diệp. Tiếp tục nổi máu côn đồ, Đông đi vào sân nhà ông Hải và gặp chị Nguyễn Thị Bắc con gái ông Hải, nên dùng dao chém một nhát vào đầu chị Bắc. Chị Bắc bị Mến bỏ chạy sang trọng khu giường trống gần đó, thì Đông đuổi theo chém làm cháu gái ngã gục tại giường. Sau đó, Đông chém Đỗ Thị Hồng Dung con dâu ông Hải, đang bế con bé dại là cháu Nguyễn Đỗ Quyền Mờ. Sinh ngày 22 tháng 6 năm 2018. Sau khi đâm, chém tất cả các thành viên trong nhà ông Hải, Đông đi về nhà tử tự nhưng không chết nên nắm dao quay ra ngoài ngõ thì thấy ông Hải, chị Bắc, bà Diệp đang nằm chờ xe cấp cứu. Đông tiếp tục đâm, chém nhiều nhát vào người ông Hải, bà Diệp và chị Bắc. Hậu quả vụ án này khiến ông Hải và chị Bắc tử chiến tại chỗ còn cháu Mờ và bà Diệp tử chiến khi tới.